Em xin chào tất cả các bác, các cô chú cùng tất cả các anh chị em quay lại kênh của em nhé. Trong video clip ngày hôm nay là em giới thiệu đến cho tất cả các bác, các cô chú cùng tất cả các anh chị em một mẫu xe các bác. Mẫu xe này thì sẽ là dành cho những bác mà có muốn mua một mẫu xe chỉ tầm loanh quanh 3 triệu đổ lại các bác nhé. Loanh quanh 3 triệu đổ lại mà có cấu hình cao, tức là nếu mà nói trong 3 triệu thì nó là cấu hình cao. Còn đương nhiên nếu như theo như em nói, em lắp đặt và cũng bán rất nhiều thì mẫu này là một trong những mẫu gọi là ổn trong tầm 3 triệu các bác, chứ không thể nói cấu hình cao. Vì những mẫu đắt tiền hơn thì cấu hình sẽ cao hơn. Nhưng mẫu này là một trong những mẫu có thể đánh giá là một trong những mẫu với số tiền bỏ ra loanh quanh 3 triệu, chưa đến 3 triệu. Thì mẫu xe này là một trong những mẫu xe cấu hình và cái chất liệu nó cũng rất là tốt nha các bác nhé. Mẫu xe này thì các bác có thể lấy về đi thể dục thể thao hàng ngày, hoặc là cho con cháu nhà mình đi học, đi chơi cái thứ thoải mái. Đây, bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đi vào gần hơn chi tiết của mẫu Sukio. Mẫu Sukio này có giá bán chỉ nhỉnh 3 triệu một chút, khi trừ khuyến mãi hoặc là tất tần tật mọi thứ đi thì giá nó lại còn chưa đến 3 triệu cơ các bác. Nhưng mà sẽ có những cái cấu hình, những chi tiết nào mà em bảo là đáng giá trong tầm giá này, gọi là một trong những mẫu đáng giá nhé các bác nhé. Em xin mời các bác cùng em đi vào gần hơn. Đầu tiên các bác có thể thấy mẫu xe này em đã để sẵn một cái túi treo khung ở đây. Tức là mẫu xe này các bác sẽ có một cái túi treo khung kèm theo xe như thế này, để các bác sẽ để được đồ, ví dụ như là chìa khóa, những cái điện thoại nhỏ nhỏ, hoặc là những cái đồ vật dụng cá nhân nhỏ nhỏ, hoặc là bộ những cái nhỏ nhỏ các bác có thể để vào đây, để cho khi đi các bác có thể sử dụng và không cần phải đút túi nha các bác nhé. Thứ hai, cái màu sắc xe sẽ được sơn tĩnh điện các bác. Đây sẽ xem ở cái vùng khu vực này nhé. Xe được chất liệu là sơn tĩnh điện khung nhôm các bác, khung nhôm sơn tĩnh điện nhé, của nhà Sukio. Mẫu mà em đang giới thiệu đến các bác là mẫu màu đỏ đen. Được thiết kế là những cái mũi hàn thì cực kỳ bằng tay robot, cực kỳ là đều, dày dặn và chắc chắn như thế này. Kết hợp với đấy là xe sẽ được sử dụng một cái phần khuôn đằng sau, các bác để ý cái khuôn đằng sau có chữ Motion High End Series. Cái xe này người ta gọi là xe leo núi các bác. Cái phần này họ sẽ làm vòng một chút này các bác, chứ không phải nối chéo ra thẳng mà sẽ hơi vòng một chút, tạo cảm giác cho xe nhìn cho nó to hơn một chút. Vì cái xe này là size lốp 26 nha các bác nhé. Đây là về phần khung xe, những cái điểm mối hàn thì cực kỳ chắc chắn. Những cái sơn thì cũng rất là ổn định nha các bác, sơn tĩnh điện. Kết hợp với đấy là cái điểm này là cái điểm để vặn bình nước này, rất là dễ. Cái tem này các bác, thì cái tem này thì thực ra nó là cái tem dán, không phải là tem sơn như các bác. Cái này là nhà sản xuất họ dán qua xong sau đó họ mới phủ một lớp để chống bay màu và chống bị bong chóc thôi, chứ không phải là sơn. Vì các bác có thể nhìn rõ ràng đây, các bác có thể nhìn rõ ràng cái phần viền của cái phần tem và phần khung nhé. Đây là về phần khung xe. Khung xe này thì phù hợp với các bác từ 1m50 trở lên nhé các bác, đến 1m7. Lốp xe 26 thì 1m72, 73 vẫn đi được, nhưng thường thường đến 1m7 thôi. Tiếp theo là phần càng xe. Càng xe thì đây các bác, càng xe đây nhé. Càng xe cái vai này thực ra thì nó là cái vai đúc các bác, vai đúc. Nhưng mà nó là đúc cái phần vai này là đúc thôi, chứ còn cái phần cổ cọc để giữ với pô tăng ấy thì nó vẫn là hàn đấy các bác. Hàn đây, kết hợp với cái giảm sóc này cũng vẫn là hàn dập vào nhá các bác, hàn dập. Thế nên là cái vai này là vai đúc thôi, chứ không phải vai hàn. Kết hợp với đấy là xe sẽ có cái phần khóa giảm sóc, khóa hành trình. Thế là giảm sóc này sẽ có khóa hành trình nhá. Thực ra những mẫu xe chỉ loanh quanh 4 triệu trở xuống, thậm chí phải 5-6 triệu trở xuống,
phần lớn tất cả vẫn là sử dụng phuộc giảm xóc dầu nhé các bác, phuộc giảm xóc thôi, chưa phải là phuộc khí hay phuộc dầu đâu, vẫn là phuộc giảm xóc thông thường. Sẽ khác biệt với nhau là cái phuộc giảm xóc này có khóa hành trình hay không các bác nhé. Đấy, ống này là bằng thép này, ống trụ của cái càng giảm xóc này là bằng thép này. Xe sẽ sử dụng cái phần này là cái phần ốc vặn đằng trước. Cái này bi côn các bác nhé, bi côn, không chưa phải bạc đạn. Mẫu này chưa phải bạc đạn, nhưng mà bù lại chưa phải bạc đạn, bi côn đi vẫn tốt, và bù lại là xe được cái vành này là vành nhôm và được cắt CNC rất là đẹp. Với mẫu xe này tại sao lại bảo là bi côn không phải bi bạc đạn, vì nhà sản xuất họ để vẫn là để cái bi côn bi vòng này, không phải bi bạc đạn nha các bác, nhưng mà họ lại thay thế vào đấy là được cái phần càng trước này là sử dụng cái phuộc hành trình có khóa nhé các bác, có khóa để kiểm soát cái phần phuộc nhún này. Đấy, chắn bùn đây các bác, chắn bùn lắp lên rồi là như thế này. Dây điêm sườn các bác, dây của cái bộ đề trước sau, tức là đề líp và đề đĩa là được điêm sườn, nhưng mà cái dây phanh là vẫn đi trần ngoài, cái này thì là như vậy. Đây, bây giờ sẽ đến cái phần pô tăng của Sukio, pô tăng nhôm với ghi đông. Ghi đông bản MTB, nhưng ghi đông này là ghi đông vừa phải thôi, ghi đông của cành én vừa phải thôi. Ghi đông này khoảng 62 cm, ghi đông này vừa phải, không to lắm. Tích hợp với đấy là bộ tay bấm xả của Shimano, bộ tay bấm xả líp và đĩa 21 tốc độ với 7 tầng líp và 3 tầng đĩa, tích hợp kết hợp thêm cả cái bộ phanh tích hợp kèm như thế này. Đấy là về phần ghi đông. Và cái phần tay nắm là bằng cao su các bác. Cái này là cao su này, cao su, và có cái phần ốc vặn để giữ nhé. Tức là với những mẫu thông thường, những mẫu khác thì cái phần tay nắm này thường sẽ là hãng họ sẽ chỉ cho cái tay nắm thông thường nhồi vào thôi, tức là sẽ đẩy vào chứ không có cái ốc vặn giữ thế này. Với tay nắm của mẫu này là được cái ốc vặn giữ này, nhưng cái phần này là cao su. Đấy, cái phần này là cao su và có rãnh cầm thì nó sẽ cảm giác cho các bác là mềm hơn và cầm sẽ chắc tay hơn. Đây, cao su mềm nó cầm chắc tay hơn. Nhưng mà nếu như mà so sánh, để các bác so sánh để mà bảo cầm thích tay thì đương nhiên nó chưa bằng những cái tay nắm bằng da các bác. Tay nắm bằng da cầm hoặc những cái cao su mà có cái phần phình ra ở cái phần này để giữ đỡ cái lòng bàn tay thì cái tay nắm này cầm chưa êm bằng bộ tay nắm đấy. Tiếp theo là đến bộ chuyển động nhé. Đây, bây giờ đến bộ chuyển động này. Có thể coi là cái này là cái đáng tiền của mẫu này mà trong tầm giá 3 triệu các bác. Bộ chuyển động của mẫu Sukio này được sử dụng là đây, bộ đùi đĩa các bác. Đùi đĩa này là đùi đĩa nhôm các bác nhé. Em nhắc lại, đùi đĩa nhôm 3 tầng. Đùi đĩa nhôm 3 tầng chống mài mòn nha các bác. Kết hợp với đấy là cái phần tay gạt đĩa. Tay gạt đĩa Shimano Tunei T300 các bác. Cái này là mẫu Shimano Tunei T300. Cái mẫu này thì các bác nhìn. Đấy, cái này là một trong những cái phần gạt đĩa này. Nếu mà trong tầm giá mà ở dưới 3 triệu rưỡi thì đây là một trong những cái mẫu được sử dụng cái tay gạt đĩa ổn áp nhất các bác nhé. Kết hợp với đấy là cái phần gạt líp. Gạt líp là của Shimano Tunei TZ500 các bác. Shimano Tunei TZ500 nhé, với 7 tầng líp. 7 tầng líp này là cái líp thông thường, líp vặn thông thường thôi. Cái líp vặn thông thường này thì vì nhà sản xuất họ cho cái bộ gạt đĩa và gạt líp là hàng ngon hơn, thế nên ý là cái phần líp họ sẽ cho cái líp thông thường vào, và họ có giảm một chút xuống, ví dụ như là cái những cái trục mai ơ ấy là họ cho chạy bi côn thôi chứ không phải chạy bạc đạn, để giảm xuống thì mới lắp được những cái bộ gạt đĩa gạt líp hàng này vào. Chứ nếu như mà chạy bạc đạn thì họ lại phải giảm bớt những cái này đi các bác nhé. Thế nên là bộ mẫu này có thể coi là một trong những mẫu ok trong tầm giá khoảng 3 triệu các bác. Trừ hết khuyến mãi chưa đến 3 triệu đấy, em nhắc lại. Đây, em sẽ nhả một tầng líp và em thử vào xoay nhé các bác. Đây là em làm trực tiếp luôn. Xe vừa dựng lên, em vừa lắp xe lên cái là em quay cho các bác xem luôn. Chứ em cũng chưa có căn chỉnh dây dợ gì cả. Đây, cái độ đáp ứng thì khi mà các bác quay từ từ như em, độ đáp ứng của xe nó cực kỳ nhạy, nó chỉ vào khoảng
bấm một cái thì nó kéo dài thêm khoảng nửa, tức là cái clip sẽ xoay khoảng 1/5 clip là sẽ bắt đầu đáp ứng để chuyển clip luôn. Đấy là trong trường hợp bấm bình thường. Còn nếu khi các bác đang đạp từ từ với tốc độ khoảng 20 km/h thì các bác bấm cái là các bác sẽ thấy được chuyển clip luôn nhé các bác nhé. Đấy là về phần chuyển clip. Tại sao em bảo mẫu này em còn chưa động vào để chứng minh các bác? Thực ra đây, tất cả các mẫu xe nhé các bác, dưới những mẫu xe mà không phải phanh dầu mà chỉ phanh cơ thông thường mà giá dưới 6 triệu, các bác để ý là cái phanh đằng sau ấy, nhà sản xuất họ lắp nhưng mà nó vẫn bị xít nhé, tức là họ chỉ lắp lên thôi, chứ đến khi mà lắp cho các bác lại em còn phải chỉnh cả đĩa phanh, đĩa sau, phanh đĩa trước. Đây này, với bộ này em còn chưa chỉnh, em vừa lắp lên đây, các bác thấy không, em quay một cái xe bắt đầu dừng ngay. Không phải là do trục Meyer không chớn mà là do cái má phanh này vẫn chưa chỉnh xong, thế nên là em mới bảo mẫu này em còn chưa ấy xong. Mà trong khi đó là cái bộ đề này là nó bấm cái là được ngay các bác, tức là mình căn chỉnh vào cái thì nó lại còn nhạy hơn một chút nữa. Tức là cái độ đáp ứng của nó là đạt đến là như em vừa nói, là khi các bác đang đạp tốc độ khoảng 20 km, bình thường đạp khoảng 20 km đi, các bác bấm một cái là các bác sẽ thấy là cái bộ chuyển clip hoặc chuyển đĩa nó đáp ứng ngay cho mình là sẽ chuyển đĩa chuyển clip luôn nhé các bác nhé. Đấy về phần bộ chuyển clip chuyển đĩa Meyer là Meyer nhôm các bác, Meyer nhôm nhưng mà chạy bi côn thôi, Meyer nhôm chạy bi côn không phải Meyer thép đâu. Sử dụng phanh à, đây vành các bác, vành này đây, lúc nãy em nói rồi, vành này vành cắt CNC này, các bác có thể để ý thấy vành này vành cắt CNC này, họ cắt CNC này cũng rất là hay, phản quang vành này sẽ rất là hay. Sử dụng cái bộ lốp thì lốp của mẫu này thì thực ra để đi sử dụng đi bình thường thì thoải mái các bác, với những gai lốp nhỏ thôi, không phải gai lốp to. Nhưng mà cũng phải nói một chút, lốp ni lông lốp này em không đánh giá cao lắm, vì thực ra đi thời gian ban đầu đi khoảng 1 năm thì các bác nên thay lốp này đi. Nếu mà nhà mình mà đi nhiều mà các bác thấy mòn nhiều thì các bác nên thay sớm, còn nếu không thì khoảng 1 năm sau đến hơn 1 năm một chút thì các bác nên thay nhé các bác nhé, vì cái lốp này em đánh giá không cao lắm. Đấy là nói thật sự là như vậy. Với những dòng xe mà nó rẻ thì cái lốp theo xe nó không được tốt như những dòng xe đắt đâu. Những dòng xe đắt thì lốp theo xe nó là một cái lốp mà được lựa chọn, thậm chí có những lốp, đôi lốp cực kỳ xịn, ví dụ của Contino có cả ngày tháng sản xuất lẫn cả tất cả mọi thứ đầy đủ nhé các bác. Cái này đây, công suất bơm hơi tối đa đây là lên đến 30 đến 45 PSI, cái này sẽ bơm tối đa được khoảng 4 kg. Nhưng thông thường với cái lốp này nhé các bác nhé, lốp này như em nói rồi, em không đánh giá cao về lốp này. Lốp này thường thường các bác chỉ cần bơm khoảng 3 kg đến 3,1 kg cái lốp này là chuẩn nhá, chứ đừng bơm 4 kg. 4 kg là tối đa, nhưng mà với lốp này em bảo rồi, không đánh giá cao, thế nên là đừng bơm tối đa làm gì cả. Đấy là chia sẻ thật, nói thật về cái lốp để các bác biết, chứ không đến lúc các bác bảo là mẫu xe nào cũng bảo lốp tốt nhưng mà bơm căng quá lại thấy nó bị hỏng. Đúng, rõ ràng cái lốp này em không đánh giá cao, vì những dòng xe rẻ loanh quanh dưới 5 triệu trở xuống lốp không cao các bác nhé. Tối thiểu mình phải được những cái lốp nào nó ổn định cơ, chứ còn những lốp này thì không đánh giá cao đâu. Đi vẫn được, vẫn sử dụng bình thường, nhưng chỉ bơm khoảng 3,1 kg. Và đi khi thấy bắt đầu bị mòn hết những cái gai lốp này, các bác để ý những gai lốp này này nhá, những cái gai lốp này mà bị mòn phẳng đi thì các bác đi một chút nữa là các bác sẽ phải thay nhá. Đấy là với những dòng này. Còn những cái dòng của những cái lốp đắt tiền kia thì nó sẽ được rất là bền. Với cái phần khung xe các bác để ý là sẽ có những cái điểm ốc để các bác có thể vặn được những cái bộ ba ga nhôm, ba ga thép thường, các bác có thể vặn thêm vào. Tức là nhà sản xuất đã để sẵn những điểm ốc này để các bác có thể vặn thêm nhé các bác nhé. Đấy là về phần lốp xe. Tiếp theo cọc yên. Cọc yên này thì là cọc yên bằng nhôm các bác. Đấy, mẫu xe này nó rất là hay các bác, cũng thực ra cũng chả biết nói thế nào. Cọc yên này bằng nhôm, ghi đông lại bằng thép các bác, chứ ghi đông không phải nhôm. Có một số mẫu thì lại đổi cái ghi đông bằng nhôm nhưng cái cọc yên là bằng thép nhé các bác nhé. Cái mẫu này cọc yên là nhôm này, nếu như theo cảm quan cọc yên này là nhôm và nó nhẹ như cọc yên nhôm luôn. Sử dụng theo cái ốc giữ yên và cọc yên. Ốc giữ là ốc giữ má hai bên các bác, cái này gọi là ốc giữ hai bên, hai mặt, các bác sử dụng cờ lê 13 các bác vặn nha các bác nhé. Vặn để điều chỉnh yên trượt ra trước sau. Yên thì yên da này cũng đánh giá là mềm, nhưng đương nhiên là
Yên với tầm giá 3 triệu được cái yên như thế này là thoải mái rồi. Yên của Comfort, yên này ngồi thế này thì cũng thoải mái lắm rồi các bác. Nếu mà nói yên này là thoải mái rồi. Nhưng mà cũng phải nói thật là yên của tầm 3 triệu này thì ngồi thì nó êm thoải mái, nhưng để đạp với những cung đường các bác đạp khoảng tầm 30 km đổ lại thôi nhé các bác nhé. Với những yên này thì cũng không khuyến cáo các bác đạp đến đạp thật dài và đạp thật nhanh, vì đạp tốc độ trung bình khoảng 20 đến khoảng 25-27 cây một giờ, và các bác đạp trong quãng đường khoảng 30 km đổ lại thì yên này ngồi thoải mái. Chứ em không phải bảo ấy đâu, nhưng mà đấy là thực sự mà trong có chắc chắn luôn, cái yên này cao cấp hơn rất nhiều mẫu khác, nhưng mà em phải chia sẻ thật là như vậy. Vì những mẫu yên này thì đạp như thế là thoải mái, nhưng nếu như các bác mà đi đường dài quá mà đạp nhanh quá thì cái yên này thì các bác ngồi cảm giác nó sẽ hơi bí một chút các bác nhé. Và một cái điểm nữa của mẫu xe này được đánh giá là tốt hơn các mẫu khác các bác là phần pedal. Pedal của mẫu xe này là pedal nhôm các bác, pedal MTB nhôm có đinh nhé. Cái này là pedal MTB nhôm đúc có đinh. Ở bên trong mẫu pedal này, cái phần trục này là sẽ chạy bi nhé các bác, chạy bi côn luôn. Ở trong trục này có chạy bi nhé, chứ không phải là pedal nhựa đúc lắp bi vào đi dơ là phải bỏ đâu. Cái pedal dòng pedal nhôm này, khi các bác thấy dơ các bác có thể tháo ra, các bác vệ sinh lại, tra dầu mỡ lại, đi vẫn đi được ổn nhé. Đấy là pedal nhôm đúc các bác. Đây là pedal nhôm đúc nhá. Đây em nhắc lại một cái nữa. Mẫu xe này là một trong những mẫu xe được đánh giá là có giá thành ổn áp. Có thể nói đánh giá là tiền ít nhưng thịt cũng khá là nhiều. Không dám nói bảo là tiền ít thì nhiều vì chả có cái gì ít mà được nhiều cả. Trừ bố mẹ mình cho. Còn lại thì được, có thể đánh giá là một mẫu xe tiền ít, thịt thì nhiều hơn một chút, tức là cấu hình nó ổn áp hơn một chút so với những mẫu khác các bác nhé. Chứ em cũng không nói là nó là một mẫu thật được nhiều, vì thực ra có gì nói đấy thôi, cũng chia sẻ thật để các bác có thể lựa chọn được một mẫu xe nó phù hợp nhất với các bác và để các bác đi được bền bỉ nhất, cũng như là khơi dậy những cái sự yêu thích của mình đạp xe sau này, chứ không phải là để bán mỗi một mẫu xe xong sau đấy các bác không biết là các bác lại nghĩ là đi mẫu xe nào cũng giống nhau là khác nhau các bác nhé. Các mẫu xe khác nhau, tầm cái phần phân khúc khác nhau thì chất lượng cũng khác nhau. Mẫu xe này nhà em đang bán với giá là 3.100.000. Giá trên thì có những voucher khuyến mãi, nếu trừ hết đi thì giá chưa đến 3 triệu đâu các bác. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo em để góc dưới màn hình này. Mẫu xe này thì em có màu đỏ đen này và màu xám. Thực ra thì với những mẫu xe như thế này thì nếu các bác qua cửa hàng mua trực tiếp chẳng hạn, mua cho học sinh trực tiếp chẳng hạn, thì có bình nước, cộng bình các thứ quà tặng thì rất là nhiều. Và cái phần giá nó sẽ, thực ra em cũng nói vì là những mẫu xe này khi em bán cho các bác, em cũng rất muốn là lắp đặt sẵn cho các bác, tức là lắp hết lên như thế này để bán cho các bác. Các bác nhận được xe, các bác có thể là chỉ việc các bác là kiểm tra hơi này, kiểm tra chiều cao cột yên phù hợp với mình chưa, và các bác có thể đi được luôn, cố gắng là như vậy. Nhưng mà khi mà như vậy thì cái phần vận chuyển nó sẽ khó khăn hơn. Kết hợp với đấy là phần vận chuyển khó khăn hơn, thế nên là cái giá có thể có những mặt hàng nha các bác, giá mua online rẻ hơn, rẻ lắm, nhưng mà hàng nó không ấy. Nhưng mà em phải lắp lên, em can chỉnh hết cho các bác, em gửi nguyên xe thế này chẳng hạn, thì giá nó sẽ tương đương với giá bán tại cửa hàng. Thậm chí là tại cửa hàng có những lúc các bác mặc cả giá còn rẻ hơn một chút so với việc các bác mua online. Đấy là em nói chia sẻ thật. Nhưng mà em cố gắng là em sẽ để nguyên bản thế này em gửi cho các bác. Tức là em đã lắp đặt hết rồi, em bọc kỹ và em gửi các bác. Bây giờ sẽ cố gắng là làm như vậy chứ không có đóng thùng nữa. Đóng thùng ở một số mẫu cao cấp thì nếu các bác thích lắp hoặc các bác biết lắp rồi thì em sẽ đóng thùng. Còn những mẫu này thì em nghĩ là em nên lắp lên, vì những cái phanh và những cái bộ đề thì bắt buộc là khi lắp lên em phải chỉnh nó tốt, thì sau đấy em mới đóng nguyên, để nguyên xe này gửi cho các bác thôi. Chứ còn nếu không thì các bác lắp những bộ này, nó lắp những cái xe rẻ nó sẽ khó hơn và lâu hơn so với lắp những cái xe cao cấp đắt tiền nha các bác nhé, vì cái chi tiết nó sẽ chắc chắn không thể bằng được nhau đâu. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video clip này. Cái mẫu này là mẫu khung nhôm các bác nhé, khung nhôm size lốp 26 phù hợp với các bác từ 1m50 trở lên đến 1m72. Mẫu xe này có giá bán là 3.100.000, giá trên chưa bao gồm phí
cái những cái voucher Ava, vì voucher Ava chắc giá chưa đến 3 triệu đâu các bác. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ trực tiếp giúp em xin cảm ơn tất cả các bác thấy hay cho em một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.